Alo bà con, bữa nay em gặp chùa chim anh chị Bùi Công Thành. Em muốn alo chị Bùi Công Thành đây. Em muốn hỏi chuyện câu nữa là về anh Vũ Hoàng Lân của phố Quốc gia TV. Mà lâu nay bà con đã đồn tin ảnh gì Việt Nam này cái nọ rồi thì chị cũng đâu biết rồi. Tại vì em không muốn đụng chạm đồng đội thì theo chị nghĩ về anh Vũ Hoàng Lân của phố Quốc gia TV thì sao ạ? Anh Vũ Hoàng Lân chị biết từ đầu, mới vừa mở ra cái phố Quốc gia là chị biết, anh là người phỏng vấn chị mà chị rất biết ơn ảnh vì đã cho chị nói lên tiếng nói sự thật trong khi báo đài tại Mỹ này, tại Cali này nè, nó rất là bao vây chị và nó bịt miệng của chị, còn ghê rợn hơn là nó bịt tổng thống Donald Trump đó. Cho nên anh Vũ Hoàng Lân là hiện nay đang làm việc cho FBI để giúp cho FBI biết được chứng cứ ai là làm việc cho cộng sản, ai mà cấu kết với cộng sản, và những kẻ đó gài tại Mỹ này là sẽ tự phú với lại FBI và CIA thôi. Còn chị rất biết ơn phố Buôn Xa, nhưng mà chị không đồng ý với những cái mà quân bô vô cho cộng sản. Nếu như anh cho cộng sản nghĩa là gì? Quân bô là cho cái bọn mà nó lợi dụng cái quyền làm người của nó trên nước Mỹ này để mà bưng bô khen cộng sản là có nhân chủ hay nhân quyền, thì anh ai khen gì? Những cái kẻ mà cộng sản, bọn Việt Tân cộng sản, những kẻ mà muốn làm lợi cho cộng sản để phá hoại cái nước Mỹ này, thì chị là người, một trong những người mà giúp đỡ cho phố Buôn Xa có chứng cứ khi phỏng vấn chị để mà phố Buôn Xa giúp cho FBI, CIA biết được sự thật ai là kẻ mà nằm vùng cho cộng sản, Việt Tân cộng sản. Chị đang nói Việt Tân cộng sản nha, chứ chị không có nói Việt Tân mà yêu nước mà làm muốn bảo vệ nước Mỹ. Những ai mà bảo vệ nước Mỹ thì không bao giờ mà đi bưng bô liếm tộc ác cộng sản đâu. Cho nên còn cái chuyện phố Buôn Xa phải bị trả giá cho cái việc mà cho những kẻ mà lợi dụng cái quyền tự do phát biểu lên trên phố Buôn Xa để mà gây ác, để lừa đảo, để ủng hộ đảng Dân Chủ tội đồ phản quốc, họ cũng phải bị trả giá thôi. Mà cứ ủng hộ lừa đảo nghịch ngợm để mà gây án lừa đảo người dân Mỹ, thì những kẻ nào mà ngu ngục đi nghe lừa đảo của cái bọn tay sai cộng sản thì những kẻ đó là phải tự nhận cái thảm họa luật nhân quả. Còn đối với luật pháp và hiến pháp nước Mỹ, nếu như mà có chứng cứ mà làm việc cho cộng sản để mà phá hoại nước Mỹ và tiêu diệt nước Mỹ như đảng Dân Chủ Cộng Sản sắp tới đây, từng thằng từng con như con bộ Pelosi, thằng và Gavin Newsom, những kẻ nó xé cái thông điệp mà liên bang, những kẻ đó cũng như là nó đòi bắn chị, giết chị, làm nhục chị, là vu khống chị là khùng điên. Chị có chứng cứ khi cần thiết chị kiện là bây giờ chưa? Bằng chứng là chị nói anh Lân làm gì cho FBI, CIA chị nào? Là người tạo điều kiện mà. Tại vì một người mà như anh Lân rồi nè, nếu mà không làm thì chị nhìn, chị theo dõi mà. Cho nên nếu như mà không có cái bật đèn xanh của FBI mà cho phố Buôn Xa tạo điều kiện cho chị nói sự thật trên đài của phố Buôn Xa, lâu lâu cũng cho còn chị để chị phát biểu, và cũng như là khi chị theo dõi thì phố Buôn Xa cũng đã góp ý với những người mà căm thù tổng thống Donald Trump, như cái anh Hồng đó, anh biểu là tổng thống thua này kia. Tất cả anh phố Buôn Xa anh đã nói lên cái quan điểm của anh, đâu có phải để cho mày bưng bô cho thằng đảng Dân Chủ Cộng Sản hay là con mụ đùi ươi hay Harris đó. Tất nhiên là những tin đồn mà về phố Buôn Xa TV anh Vũ Hoàng Lân .. là cái đó, chị nghĩ là cái đó hoàn toàn là không đúng á. Đối với chị không phải là không đúng mà có chứng cứ, nhưng họ đồn nhưng mà cái đồn đó nó không phải là vi phạm luật pháp và hiến pháp nước Mỹ. Còn cái chuyện mà vi phạm thì anh Vũ Hoàng Lân
anh biết được bổn phận anh là một công dân Mỹ gốc Việt Nam Cộng Hòa, anh phải làm gì? Còn cái chuyện mà anh tạo điều kiện cho cái đảng cộng sản để nó phá hoại, nó lừa đảo, đó là chuyện của anh. Còn ai mà ngu ngốc mà đi nghe những cái thứ đó, những cái thằng bưng bô cho cộng sản lợi dụng tự do truyền thông nói mà không chịu nói sự thật mà nói theo cái kiểu mà lừa đảo thì tại mẹ nó. Thì nghĩ sao về Ngô Kỷ xưa giờ thân cận với anh Vũ Hoàng Lân về phố Bô Sa TV lắm à. Và okay, bây giờ anh tuyên bố anh sẽ chấm dứt, anh sẽ không lên đài của anh Vũ Hoàng Lân nữa. Okay. Cũng có một điều chuyện nhỏ vậy thôi. Sao? Vì anh theo chị nghĩ anh Ngô Kỷ cũng muốn hợp tác với lại anh Vũ Hoàng Lân để mà cùng giúp cho FBI để mà thu thập được những chứng cứ, những đứa nào thằng nào. Bây giờ anh tuyên bố anh không lên đài nữa. Ok, bởi vì sao? Vì anh đâu có phải là cái người cộng sản đâu, cho nên là anh bây giờ anh muốn hợp tác với lại phố Buôn Sa bằng cách là không có lên đài của phố Buôn Sa, không hợp tác, không lên nữa. Tại vì anh muốn là để cho một mình phố Buôn Sa là được rồi. Đúng, còn rồi, anh đã tuyên bố như vậy thì anh Ngô Kỷ em hiểu là tôi hợp tác với lại phố Buôn Sa là bằng cách là không lên đài của anh để tôi giúp cho anh làm việc với FBI, thì kể đó là chuyện của phố Buôn Sa và Ngô Kỷ. Còn cái chuyện mà có làm cho FBI không thì kệ họ, cái chị đâu có quẩn gì mà chị nói, nhưng mà chị tôn trọng những ai mà giúp cho FBI có chứng cứ, những kẻ mà phá hoại nước Mỹ, làm tay sai cho cộng sản, cho bọn dịch đầu, cho cái đảng Dân Chủ Cộng sản để phá hoại nước Mỹ, thì những kẻ đó sẽ bị trừng trị khi có chứng cứ. Chị nghĩ là nước Mỹ này là có phù luật pháp và hiến pháp nước Mỹ, cho nên chị tin là những cái gì mà chị đòi kiện á đều phải có chứng cứ và là sự thật.